Vâng, xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đến với kênh ô tô hay. Đấy, một mẫu xe SUV thực sự, một mẫu xe đến từ thương hiệu Mỹ, Ford Everest, sản xuất 2009, đăng ký 2010, form mới, phiên bản số tự động, máy dầu, turbo tăng áp 2.5 lít nhá. Sơn xi màu vàng cát, mang biển kiểm soát Linh Bình. Đấy, chiếc xe này thì rất là đẹp luôn, và chủ xe đã độ lên rất là nhiều đồ. Đấy, đèn LED định vị ban ngày, đèn gầm, đèn dạng thấu kính này, màn hình Android cam lùi, cam 360. Đó, rất đầy đủ, một mẫu xe rất là kinh tế và bền bỉ. Ford Everest 2009, xi nhan tích hợp trên gương, cam 360 này. Đấy, chủ xe độ rất là nhiều luôn, hạn đăng kiểm rất là dài, tháng 3 2023. Đấy, Ford Everest, máy dầu, đó, la răng còn rất là đẹp này, la răng dạng lam chấu, và trên bản này thì được trang bị la răng tận 18 inch, đó, phanh đĩa ABS, túi khí rất đầy đủ luôn. Phần cua lốp này không hề mục mọt gì, lốp lát dày. Hiện tại thì chiếc xe chỉ có mức giá đề xuất là 409 triệu đồng. Đấy, bên em sẽ bao hồ sơ hỗ trợ vận chuyển giao xe toàn quốc cho quý vị bạn. Một mẫu xe đến từ thương hiệu Mỹ, 7 chỗ thực sự, 7 chỗ rộng rãi luôn. Đây là phần cánh của xe này. Đấy, 4 cánh đều đẹp như nhau. Đó, thảm trải xịn sò luôn này. Một chiếc xe chất lượng trong cái tầm giá này. Đấy, nội thất ghế da này, bản này được trang bị rất là nhiều túi khí, đâu đó khoảng 5-6 túi khí. Bản này được trang bị theo em thì nó là 4 túi khí nhá. Nó nội thất ghế da rất là đẹp, màu kem bơ, rất là sáng này. Đó, vô lăng 4 chấu, vô lăng bọc da, cam 360, cam lùi. Đó, điều hòa chỉnh tay nhá. Đấy, phiên bản số tự động, hộp số 4 cấp, hỗ trợ leo dốc đồ đèo số thấp 321. Ford Everest trang bị động cơ máy dầu 2.5 thì mức tiêu thụ nhiên liệu của em nó chỉ vào khoảng 7 lít rưỡi đường hỗn hợp cho một mẫu xe SUV gầm cao máy thoáng, và giá dầu hiện tại bây giờ chỉ hơn 20.000 đồng một lít. Bằng một chiếc xe này đi lại rất là kinh tế nhá, hầm hố và rất là chất. Đó, tư nhân sử dụng, không taxi. Đấy, không dịch vụ là đương nhiên rồi. Đấy, Ford Everest này, hàng ghế thứ hai rộng thênh thang này. Đó, thảm trải xịn sò. Đấy, dây an toàn đầy đủ hết, điều hòa ba dàn luôn. Đó, trần bọc trần rồi. Đấy, trần này rất là sáng này. Đấy, chống nóng, chống bụi, chống ẩm. Ford Everest 2009, lăn bánh 2010. Đó, cửa đóng cực kỳ êm luôn. Đây, cái khoảng kính cho hàng ghế thứ ba này. Đấy, có cái xe nào mà rộng như này không ạ? Đấy, chỉ có trên Ford Everest thôi. Lốp lắp dây bích. Đó, la răng đẹp luôn. Đèn đóm thì cực kỳ là chất lượng. Ngoài cam 360 thì còn có cảm biến lùi nữa. Đấy, cam phía sau này, cảm biến lùi này. Đấy, lốp treo này. Đó, một chiếc xe cực kỳ chất lượng trong cái tầm giá này. Đẹp không tì vết quý vị các bạn ạ. Thảm trải, một chiếc xe mà chủ xe đi lại đầu tư rất là kỹ lưỡng. Đó, đấy, xe này thì quý vị và các bạn về có thể kết hợp chạy công việc, hoặc là kể cả chạy dịch vụ cũng được. Đó, máy dầu nó cũng khá là kinh tế này, gầm bệ chắc vinh, chạy chắc không hề mục mọt tí nào luôn.
2009, lăn bánh 2010, form mới. Đấy, số tự động. Đó, giá lóc để hàng này. Đấy, sân kính đẹp mưa đầy đủ hết, 409 triệu đồng. Vâng, quý vị và các bạn mà mới xem video của em lần đầu thì nhớ đăng ký kênh chúng em để được cập nhật những cái mẫu xe mới nhất về điện thoại quý vị và các bạn này đưa lên. Có gầm cao máy thoáng này. Đó, không, dòng xe Ford Everest này thì cao, gầm cao không kém gì Ford Ranger. Quý vị các bạn mà đi đường ổ ga hoặc là lên vỉa hè thì không bao giờ phải nghĩ nhá. Một chiếc xe đẹp toàn diện này. Nội thất ghế sạch sẽ luôn, màu camber chất lượng, xi nhan tích hợp trên gương cam 360. Có phần tem mác nhà sản xuất này, cột kèo keo chỉ nguyên bản, không đâm xô tai nạn ngập nước gì. Gương kính chỉnh điện, kính lái một chạm. Chủ xe độ thêm cả loa tép nữa. Đấy, âm thanh của xe Mỹ thì khỏi phải bàn. Đây bảng cấp lô đồng hồ đây. Đó, ốt đô hơn 10 vạn, 11 vạn nhá. Đấy, cảm biến lùi. Cam 360. Đó. Cực kỳ an toàn, điều hòa chỉnh tay. Đấy, sấy gương, sấy kính đầy đủ hết. Gió trong gió ngoài. Hộc để đồ đây, để điện thoại này cực kỳ tiện ích nhá. Ford Everest trang bị số thẳng thì sẽ phải dùng đến lẫy chuyển số nhé. Đó. Đó, cam lùi này. Đấy, phần yên ngựa bệ tì tay này. Đấy, chủ xe dán rất là đẹp luôn. Xe này không mua thì mua xe nào ạ? Đó, một chiếc xe khá đẹp. Phần gương, phần kính, phần đèn em bao test cho quý bạn nhé. Sau đây em sẽ tiến về phần khoang máy cho quý bạn xem. Các cái phím chỉnh gương kính này còn cực kỳ đẹp luôn này. Đó. Máy nổ khá là êm, giòn. Và một khi mà đã vào trong xe rồi thì cách âm khá là tốt. Trần đẹp luôn. Rất nhiều túi khí, bậc lên xuống còn rất là đẹp. Đấy, chủ xe độ này, đèn led định vị ban ngày này, đèn bi halogen này. Đấy, đèn bi, bi cầu nhá, bi cầu. Đó, đèn gầm là cũng là bi cầu luôn. 35A18400. Vâng, ở đây là phần tổng quan khoang máy của chiếc Ford Everest sản xuất 2009, đăng ký 2010, phiên bản số tự động, máy dầu turbo tăng áp 2.5 lít. Đó, những cái dòng xe 7 chỗ là máy dầu thường là máy đặt dọc nhé, dẫn động cầu sau, hệ thống treo độc lập phía trước và dầm cứng phía sau nhé. Đó, máy nổ rất giòn và êm, máy số zin đét. Đó, những con ốc còn thu ghét này. Ford Everest thì cũng được gọi là lồi đồng cối đá. Đấy, một mẫu xe rất được ưa chuộng ở Việt Nam cũng như trên toàn cầu. Đây là cụm chia ABS, phanh đĩa ABS, chống bó cứng, chống trơn trượt. Phần nắp capo đây. Đó. Xe nổ rất giòn, đúng chất Mỹ luôn. Máy móc vô giáo, ốc áp vuông đét, không đâm xô tai nạn ngập nước. Máy dầu 2.5 thì mức tiêu thụ nhiên liệu của em nó vào khoảng 7 lít rưỡi đường hỗn hợp nhá, rất tiết kiệm. Máy dầu đấy, mặc dù là dung tích là 2.5 nhưng mà dầu nó nhiều năng lượng cho nên là nó ăn ít hơn xăng. Đấy, mà chạy đường trường thì cực khỏe luôn.
Ford Everest 2009, đăng ký 2010. Form mới phiên bản số tự động, máy 2, máy dầu turbo tăng áp 2.5 lít. Mang biển kiểm soát 35A18400, hiện tại chiếc xe đang có mức giá đề xuất là 409 triệu đồng. Vâng, 409 triệu đồng bên em bao hồ sơ hỗ trợ vận chuyển giao xe toàn quốc cho quý vị các bạn. Quý vị các bạn mà quan tâm có nhu cầu sử dụng mẫu xe này liên hệ cho em Khánh theo số điện thoại 0917165240 hoặc kết bạn Zalo với em để biết thêm chi tiết về chiếc xe này, cũng như có thể đến trực tiếp cửa hàng để trải nghiệm xem xe và lái thử. Vâng, em xin kết thúc video đây. Xin chân thành cảm ơn quý vị các bạn đã đồng hành của kênh ô tô Anh. Xin chúc quý vị các bạn luôn mạnh khỏe, cuộc sống thật nhiều vui và luôn thành công trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn ở những video tiếp theo.